Ngày 22 tháng 5, liên đội trường Trung học cơ sở Thủ Quốc Quân tổ chức lễ tuyên dương đội viên xuất sắc năm học 2022-2023. Tại buổi lễ, liên đội trường đã tuyên dương và khen thưởng 58 đội viên đạt thành tích trong công tác đội và phong trào kế hoạch nhỏ, khen thưởng 16 đội viên tích cực tham gia trong hoạt động thư viện nhà trường năm học 2022-2023. Trong năm học 2022-2023, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Thủ khoa Quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỹ cương học đường, tinh thần đoàn kết, giáo dục đội viên ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường, về ý thức rèn luyện, phẩm chất đạo đức và tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động, như kế hoạch nhỏ, phong trào, nổi lời hay, làm việc tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ yêu thương, giúp bạn đến trường, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Qua triển khai thực hiện, các đội viên tại các chi đội đã tham gia hưởng ứng nhiệt tình, có nhiều đội viên có thành tích tốt.